Mến chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh Thuyết Phú nha. Hôm nay em đi đến bãi đồ cũ rồi. Hôm nay có nhiều nồi cơm đó. Đây là một cái nồi áp suất còn đẹp đấy. Trước mặt này còn đầy đủ hết kìa. Làm zin luôn, an toàn luôn. Còn nút hết, đẹp đấy. Cái nồi này thì cũng ít chứ không nhiều. Nhiều là cái nhiều cái loại nồi như này này, inox này này. Inox này hơn, nhiều hơn này. Bây giờ cái loại này nhiều hơn cái loại vặn kia, nó càng đách ra rồi. Bây giờ nó dùng cái này nhiều lắm, mua ở đây nó cũng rẻ nhưng mà cái nó cũng nặng cân, cái công cánh cước hay đất từ cái gì từ gọi gì đấy đi hát chỗ gì đây nhiều nhiều lắm. Nồi áp suất nhiều mà cái linh kiện rời rời của nó ở trong bãi này. Thì trước em có lấy một cái nồi mới cho anh khách của em mà mới tinh à, mà anh kêu là không chịu cái răng gì cả, cái núm tên này, cái núm ở trên cái vung á, vung mà đây bãi thì anh chị cũng biết là nó bỏ hết trong cái pallet này thì nhiều lúc nó rơi rớt đâu tìm không được, chứ có thì em lấy về thì em cũng có mất gì đâu ở cái đồ này đâu, lấy bỏ túi quần mỡ vào được chứ. Đây là nồi cơm này, hôm nay liên quan nồi cơm cho anh chị của chủ hay quan tâm nồi cơm bãi ấy. Hôm nay là cơm bãi rồi, là cái bình nấu nước này. Nấu nước thì em nhà cũng dùng loại ở Ujirushi này, mới dùng Japan luôn đấy, cũng 2.8 này. Nói chung tiện cái nào có nước sôi, ví dụ hay uống cà phê, em hay uống cà phê, làm hay thức muộn muộn sớm mai hay buồn ngủ làm ly cà phê, uống cà phê suốt ngày. Còn đi làm thì làm trái cà phê đen bên này uống. Đem bên này nó không đường, nó nhạt nhạt cũng dễ uống. Thôi, đầu tiên vào việc luôn này. Một cái nồi Mitsubishi còn rất là long như bà lanh luôn. Nồi con ruột, nồi con đẹp tuyệt vời luôn. Dính tí bụi thôi, không hề tróc, không hề trật một tí nào luôn. Đẹp quá tuyệt vời. Coi cái vùng. Đây, xong này thì cái chỗ hút chân không nó thôi, chứ không có bi biết gì đâu nha anh chị con chú nha. Nồi này không phải nồi bi nhá, electric Mitsubishi nhá, một thằng của Mitsubishi là một cái nồi cơm dạng thông thường, không phải là nồi có tần áp suất gì cả. Đó. Này khá là đẹp mắt, màu đỏ khá là đẹp, mới, vuông vắn. Tuy nhiên không phải là dạng nồi cao tần áp suất, để em sẽ lật phía sau đây anh chị của chú coi nha. Cái nồi này sao lại làm quái gở ấy, không có quai chứ gì cả. Cái này là 100V mà 1270W nó thông thường. Con này là đây có ghi chứ, Mitsubishi IH đây. Trên này không có, đây có IH này, em mất hơi tép, anh chị thông cảm nha. Đây có nồi IH. Đây cái gương nó bóng loáng à. Em lấy cái khăn lau tay em lau. Lau cho vị anh chị của chú coi. Con tay nhưng mà chưa ra nhặt rác, chưa ra nhặt đồ đang còn ở trong khu này đấy, lau bóng bóng loá luôn này, ghê thật chứ. Một lít cao tần của Mitsubishi là 8 sao đó, sao thất bại không biết. Dưới đây thì không thấy ghi là sản xuất năm nào ở đây có không nào. 15 đây, 15 niên trễ này, nghĩa là sản xuất năm 2015. Đó, ok. Mấy con này mua đây tầm 2-3 nghìn một con thôi. Nồi còn đẹp 2-3 nghìn một con thôi. Nó còn nó rơi tầm 300-400 bạc thì một con gì đó. Nồi còn đẹp đến 500 một con, nó còn đẹp. Nhưng mà cước về Việt Nam ở đây nó quanh quanh tầm vài triệu đó, vì nó nặng. Hitachi này thì con này đèn cháy rồi thôi, chả quay nữa, sẽ quay qua cho anh chị của chú coi để nó đa dạng đi chủng loại nồi anh chị con chú quan tâm. Nồi vứt trọng chơi hết. Đây con này đi, 1 lít rồi. Đẹp thế. Đây là một con IH Hitachi nhá, cao tần Hitachi. Ui nồi còn ngon, nồi này chưa hề bong chóc một miếng nào luôn, ghê thật chứ. Người Nhật người ta dùng giữ thật. Cái này này nó làm hơi bị tiện lợi đấy, nó có cái quai bên này là để lúc cầm ra sẽ đỡ bị nặng. Đây là một nồi cao tần thôi, vẫn còn điện đóm ngon lành nhá, pin cái mặt hình vẫn ngon lành. Coi sản xuất năm nào anh chị, kéo tí em cầm mấy con về cho anh chị nào có nhu cầu em lấy em bán.
Thật ra 2009 thì hơi hơi sâu, sâu thôi. Nói chung vẫn còn ngon nhưng mà đời hơi sâu, sâu sang chút nên là thôi. Đây là một con Hitachi cao tần áp suất nhưng mà nó hơi bụi. Đây là cũng Mitsubishi cao tần nữa, nhiều lắm. Đây là mấy cái nồi bình nấu nước, bình giảm, bình thủy, bình nấu nước sôi. Đa số là cái nồi vẫn lòng vẫn đẹp, tuy nhiên con này cái thành cái miệng nó hơi bị chảy chút, còn nhưng mà nó cái mặt này nó không hết pin rồi, nó không còn nữa. Loại này thì là Tiger là em thấy cơm ngon nhất ạ. Em cũng kinh qua nhiều cái nồi cơm bên này rồi, từ nồi thường, nồi IH, nồi cao tần của Hitachi, Mitsubishi, Tiger, Toshiba, em cũng ăn hết rồi. Tuy nhiên là em theo kinh nghiệm bản thân, là cái khẩu vị bản thân là em thấy là thằng Toshiba, thằng Tiger là cơm ngon nhất trong cùng một cái tầm giá với nhau nha anh chị nhé. Không thể so nồi 10 triệu với nồi 2 triệu được, nhưng mà trong cùng tầm giá thì em thấy là cái thằng Tiger là cơm ngon nhất. Ở đây có thằng Yoshi con voi này sao vẫn không ra nữa, chắc là bị họng này à, không có ruột bảo sao nhẹ tay. Vứt tạm xuống đây đã, tự bỏ lên. Con gọi lộn xộn là rơi vỡ đồ ở cửa hàng người ta nói. Ủa con nồi Tiger này bị vỡ hết rồi, cái này thôi rồi. CBC này, con này cũng không có cái lòng đóng. Ô sao nó cái lòng để đâu hết rồi? Toàn mấy nồi đẹp này mà nó mất cái lòng rồi. Cái lòng thì lúc mà đóng lại thì cái miệng này nó khó ăn. Đó, con này là một cái con cái gì đấy, Toshiba dạng nồi Cute Betty. Rất tạm ra đây nha. Ở đây có cái nồi gì đấy nhìn đẹp này, mà lại nó lại mất cái lòng nồi đẹp á. Nồi gì ta, chả biết là hãng gì. Đây, đúng rồi các bạn ạ, Toshiba này, Toshiba đầy. Ở đây thì được cái là nhiều đồ nhưng mà mỗi cái là nó bụi bặm, nhiều bận. Còn áo này đi lên đại sứ quán, đi lên khúc xuất nhập cảnh để lấy giấy tờ visa anh chị của chú, gia hạn visa ở thêm ít năm. Kiểm đồ gửi về cho anh chị của chú. Đây có Mitsubishi này rồi. Mấy cái nồi ghẻ này thì thôi, em cũng không quay đâu, vì mất thời gian anh chị của chú quay video. Đây ba nồi như này thì nhiều này. Ở đây có mỗi lòng nồi họ vứt riêng ở đây. Ở đây có cái nồi cao tần áp suất, em sẽ gỡ con này ra. Có một cái nồi cao tần áp suất của thằng Mitsubishi nhá. Em đó. Thì em cắt điện thoại. Đây em lấy nó ra rồi anh chị nhá. Thôi tính nhá. Vẫn còn đẹp á, thì cũng bụi rồi. Đó, màn hình vẫn còn sáng. Trên màn hình này thì em lau bụi bặm thì nó không hết được. Mở trong nồi đang có gì hay không nào. Cáo cần áp suất nha quý vị nha. Rất là tiếc. Cái lòng đã toang hết rồi. Rồi mở đây cho anh chị của chúng coi này. Đó, bi này. Hai này. Một cái, hai cái. Đấm bi đó. Nồi này thì ngon đó, nó toàn nó sất. Nhưng mỗi cái là cái lòng này nó hư rồi. Thay mua cái lòng thôi. Đây có một cái Yoshi mà nó cũng lấy cái lòng mất rồi. Một lít đẹp. Con này cũng một lít đẹp mà nó lấy mất cái lòng hư mất rồi. Nó cái mã đây để em coi là cái lòng này nặng đấy, đúng rồi, cái nồi cao tần chân không này nặng lắm. Một lít NPID 10 này. Ê, đổ rồi quý vị ơi, còn cái 2016 này khá là ok. Đây, có mấy anh em đang nhắn đúng lúc nhắn đi thôi. Họ nấu cơm chưa để em giới thiệu cho anh em coi nha.
Thế là em quay nhanh cho anh coi luôn, trực tiếp luôn để đi về. Ai thì mấy nồi cơm đó. Hôm nay thì thực ra mà nói là hàng nó nhiều nhưng mà nó hơi rác. Hơi rác nha anh chị cô chú. Đây có cái gì đây? Dinh dự phòng, wifi. Nói chung thì ở đây cái gì cũng có. Mà rác cũng nhiều. Được cái là đây là không phải là của người Việt Nam. Nếu mà người Việt Nam thì có lên thì cũng không có cái nịt gì cả. Tại vì anh em cũng mang về bán nha thôi. Có vài anh em Việt Nam làm đây nhưng mà cái gì ngon hẳn thì người ta mới lấy. Người ta bán hàng nó sang hơn là em bán mấy cái bình dân á. Trong này đây, hoàn tiện em vào em quay luôn anh chị cô chú coi. Máy đặt xe đi bộ này thôi. Ba đồ nặng nặng này thì thôi nhá. Ở đây có gì đấy, máy cắt cỏ, máy cưa. Trước có anh hỏi nhưng mà muốn tìm máy pin nhưng mà không có. Ở đây toàn là máy chạy xăng gì dầu đó. Nên là cũng hơi bất tiện. Thì em sẽ ra em đi tìm mấy cái máy cầm tay, cái khoan bắt vít này, mấy cái bộ automat chống chống giật, chống cháy trong gia đình ấy. Em cũng có sẵn mấy bộ như này nhà mà dòng nó cao hơn 50A. Thì đấy có 30A thôi. Mà điện thì cũng 100V, 200V. Cái này lắp trong nhà thì rất là tiện lợi vì một cái áp tổng nó vào đây. Nó ra được rất là nhiều nhánh, ví dụ chia điều hòa 1, điều hòa 2, phòng 1, phòng 2. Đấy, ví dụ đấy. Đó. Rất là tiện lợi. Bây giờ nhà mới thì làm theo kiểu này thì nó tiện. Em cũng trước em về em mang mấy bộ về, đang còn nhà 2 bộ. Anh chị nào có nhu cầu làm nhà hay sửa sang nhà thay hệ thống điện thì em gửi cho mấy cái set áp chống giật chống cháy chia đó, tổng đó. Còn xong chảo đồ nhiều thì đây có cái xe gian nằm đây lâu của thằng cha châu Phi nó mua mà sao nó chưa đưa đi. Trước em định hỏi mà bảo là bán thằng cha châu Phi, nó cũng làm ở đây. Và hôm nay thì tạm thời video về cái nồi cơm này em xin chấm dứt ở đây và để em đi tìm một đồ khác quay anh chị của chú xem tham khảo. Đây bạt ngàn đồng, đúng là đồng nát luôn, bạt ngàn trời mây. Đồng rồi gì trên trời dưới bể có hết rồi. Đây em xin tạm dừng video để em cái video khác về nội dung hàng khác cho anh chị của chú tham khảo nha. Em xin cảm ơn anh chị của chú.